Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh B Audio Sài Gòn. Hôm nay B sẽ giới thiệu tới quý vị một quái vật của dòng loa JBL nha quý vị. Một quái vật với một đôi loa tai voi rất là ngầu, rất là xịn sò. Và quái vật này với model là 4425. Model của nó là 4425 dòng stereo monitor. Và quý vị thấy là nó có một loa kép còi. Và trong cái dưới cái lưới, tí mở cái lưới ra là có một loa bass 30 nha quý vị. Rất là lớn, lưới của nó màu xanh dương. Và ở phía chúng ta nhìn từ ngoài vào thì nó có hai nấm căn chỉnh luôn. Nó hai nấm căn chỉnh cho tần số cao, mid và treble. Bây giờ mình sẽ tháo lưới ra nè. Đôi loa rất là đẹp luôn nha. Đẹp không chỗ che quý vị ạ. Này, đẹp không chỗ che luôn. Cực kỳ đẹp. Hôm nay buồn buồn thì bán mức giá siêu rẻ luôn. Đây, giờ tháo lưới ra. Wow. Tháo lưới ra quý vị. Nó bụi, nó hơi dính dính đây. Bụi hơi dính dính đây nha quý vị. Thì phủ sơ thôi. Loa bát là loa bát 30 quý vị ạ. Công suất của nó lên tới 300W trên một thùng. Kinh khủng không? Nhưng mà cái dòng loa trép còi tay voi này thì đầu trép tay voi xin lỗi. Cái dòng loa trép này thì quý vị nghe nhạc thôi nha. Chứ còn karaoke rất là phí, rất là ổn với cái model khủng lâm của cái hãng JBL này. Thì tháo luôn ra nè. Đây. Đó, màu chưa? Hai lỗ thông hơi hai bên luôn. Để xem coi cái thùng này là thùng gỗ lạng luôn nha quý vị. Đây, bị thổi nè. Trở kháng của nó là 92. Trở kháng của nó là 8 ohm, còn độ nhạy của nó là 92 dB nha. Dòng JBL thì không có khó để tìm âm ly. Nó có chiều cao là 64. Chiều rộng rất là rộng đây. Rộng của nó lên tới 41 nha quý vị. Và chiều sâu, đi ra chiều sâu ra coi. Chiều sâu của nó là 31,5. Học tính luôn từ tới cái còi này luôn chứ, cái tai voi này chứ. Tính tới cái tai voi này luôn, nó nhô ra là phải là cũng chiều sâu của nó là 40 nha quý vị. Cái này giống y hình tai voi luôn, không khác gì luôn. Đây, rất là đẹp nha. Thùng vách, thùng nói chung là cực kỳ ok. Quý vị mà tới đây nhìn thì rất là thích cái loa này. À, quý vị nhìn nè. Thùng nói chung là thành vách đồ liền lạc. Không có bung, có nửa, có gì nha quý vị. Đây, quá đẹp luôn. Không tìm ở đâu đẹp hơn đâu. Và quý vị biết không, hôm nay tôi bán mức giá là 30 triệu đồng. 30 triệu đồng cho đôi loa JBL model 4425. 4425 nha. Ai đang săn tìm cặp này thì nhớ liên hệ với Bay. Lưới của nó đây. Lưới gỗ màu xanh dương. Đó. Lưới của nó như vậy. Này. Quay rất là cận cảnh và sắc nét. Và ai đang có ông Lê Listen Man hoặc những ông Lê Đề Nông thì quý vị đánh với cái đôi loa này vô tư rồi. 30 triệu thôi. Và nghe nhạc là nói xuống đê mê luôn. Nghe nhạc cực kỳ hay. Với giá như vậy thì quý vị cũng biết nó là dòng khủng long quái vật của hãng JBL rồi đúng không? Chiều cao trong chiều sau bị đo hết rồi nha. Quý vị nhớ theo dõi hết nếu như chúng ta đang nhâm cứu cặp loa này. Đang nhâm cứu cặp loa này nha. Còn ai ở Sài Gòn thì có thể, hoặc là lân cận có thể cần thì có thể tới trực tiếp bên Bay luôn. Có thể mang âm ly tới phối ghép luôn nha quý vị. Nhưng quý vị đây thì nhớ là lưu trú cho mình. Rồi 30 triệu đồng. Ai sẽ là chủ nhân của đôi loa này? Và bây giờ Bay sẽ test bản nhạc và xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Và quý vị ơi, bên Bay hiện nay thì cũng có, Bay có bán thêm cái USB chép nhạc sẵn nè. USB của hãng Kingston 128GB nha. Bay bán một loại là 128GB như vậy. Có chép nhạc sẵn. Nói chung là như vậy là chưa chép. Còn khi nào ai mua
yêu cầu nhạc gì thì bi sẽ chép nha, chép luôn. Còn ví dụ mua, bạn mua USB này không chép nhạc thì quý vị mua ở đâu cũng có đúng không? Và thêm cái ổ cứng 1000GB nữa. Đây. USB thì 128GB, còn ổ cứng 1000GB. Ổ cứng thì nó sẽ mắc hơn USB rồi. Mắc hơn khoảng tầm đâu 3 lần đó quý vị ạ. Rồi, ai cần thì liên hệ với Bi nha. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng nghe nhạc.